Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. U16 Việt Nam gây sốc thắng U16 Úc 3-0. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tạm vượt lên dẫn đầu bảng A ở giải bóng đá U16 Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Campuchia khi đánh bại U16 Úc 3-0 vào chiều tối ngày 12 tháng 7. Ngọc Tiến, Văn Đạt và Khắc Liêm là những người lập công cho U16 Việt Nam vào lưới U16 Úc ở lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 7 tại Campuchia. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã đánh bại U16 Malaysia 3-0, nên sau hai lượt trận, U16 Việt Nam dẫn đầu bảng A với thành tích toàn thắng 6 điểm, ghi 6 bàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào. Nhập cuộc, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam bị đánh giá thấp hơn về trình độ lẫn thể hình và thể lực. U16 Úc mang tới giải đội hình có nhiều cầu thủ cao tới 1m8. Tuy nhiên, chính nhờ thi đấu với tâm lý thoải mái của đội cửa dưới, ngay phút 17, U16 Việt Nam được hưởng quả 11m khi hậu vệ Úc phạm lỗi trong vòng cấm. Ngọc Tiến dứt điểm nhẹ nhàng, đánh lừa thủ môn đối phương mở tỷ số cho U16 Việt Nam. Đúng 10 phút sau, Văn Đạt có khoảng trống trong vòng cấm địa, cầu thủ của U16 Việt Nam tự tin dứt điểm chân trái để nhân đôi cách biệt. Sau khi có hai bàn thắng, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ đạo các học trò chơi chậm lại và hạn chế những tình huống nôn nóng trong tấn công. Trận đấu diễn ra thiếu kịch tính cho tới phút 78, thủ môn Úc phá hụt bóng ngoài vòng cấm, tiền đạo Khắc Nghiêm nhanh như cắt tận dụng cơ hội ấn định chiến thắng 3-0 cho U16 Việt Nam. Sau chiến thắng trước U16 Úc, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có một ngày nghỉ trước khi chạm trán với U16 Malaysia vào lúc 15:30 ngày 14 tháng 7. U16 Đông Nam Á có sự góp mặt của 12 đội bóng chia làm 2 bảng, lấy 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào chơi trận bán kết. Ở giải này, U16 Việt Nam nằm cùng bảng với các đội U16 của Malaysia, Úc, Singapore, Malaysia và Philippines. Đây đều là những đội bóng mạnh trong các công tác đào tạo trẻ ở Đông Nam Á. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.